Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game King Legacy. Tính ra cũng hơi lâu lâu rồi chưa có chơi game này cho anh em xem. Hôm nay vào lại thì thấy nó có thêm một chắc quỷ mới, đó chính là trái 500 của cái thằng Kid Ve Chai anh em. Nên là mình quyết định là mua ra để chơi cho anh em xem. Ở đây anh em có thể thấy là mình mua mình vứt một đống chắc quỷ luôn nè. Do là mua hoài nó không ra anh em ạ. Tốn khoảng tầm 50 gem thì mình mới có được cái trái 500 này. Hình như là nó thuộc dạng Ebit anh em. Đây, mình cất vào trong rương nha. Từ từ sử dụng sau. Hiện tại là mình cũng mua cái túi chứa chắc quỷ luôn rồi. Tại vì anh em biết sao không? Do là mình thấy những cái chắc quỷ trong cái tựa game này á, bây giờ chiêu nó cũng khác với lại lúc xưa. Nên mình quyết định là sẽ ăn lại chơi thử mấy cái trái này trước. Một hồi mình sẽ ăn cái trái 500 sau ha. Đầu tiên là trái quỷ Shadow, trái bóng của cái thằng Moria anh em. Sao mình thấy chiêu ít vậy? Chỉ có 4 chiêu à. Ôi, đúng thiệt, nó hơi khác lại lúc xưa nha anh em. Mình nhớ không lầm cái trái Shadow này lúc xưa là có thả ra những cái bóng á, nó chạy lẻo đánh đối phương rồi cái kiểu rất là mạnh luôn. Ngay thì nói chung mình không còn thấy cái chiêu đó nữa. Sao kỳ ta, tự nhiên bỏ cái chiêu đó làm chi? Cái chiêu mà tạo ra mấy cái bóng màu đen đen á, rồi mình điều khiển mấy cái bóng bay lại đánh đối phương. Trên tay của mình hiện tại đó chính là trái gai nha. Trời, nhìn hình dáng của trái gai đúng đỉnh luôn á. Ăn vô thử chơi coi chiêu thức ra sao. Ôi, cái chiêu bóng gai gì kỳ vậy? Ồ, nó cũng hơi khác lạ nha anh em. Hay đấy. Mình không nhớ là cái trái gai này á, lúc trước chiêu nó ra sao luôn á. Trời ơi, hay. Cũng đỉnh dữ lắm á chứ. Mà sao cái chiêu bóng gai á, mình nhấn cho nó lăn chả thấy biến thành quả cầu gai. Chỉ biến thành 1-2 giây xong biết là bình thường nữa mà. Thấy hơi bị lỗi tí. Còn rất là nhiều trái quỷ ở đây, để mình tranh thủ sử dụng cho anh em xem luôn. Ồ, đây là trái báo đốm nha. Trời ơi, anh em nhìn nè. Tự nhiên á, mình chơi cái trái báo đốm bên game lóc rút quen rồi á. Bây giờ qua bên đây chơi trái quỷ báo đốm nhìn thấy gớm thì chứ anh em ạ. Trời ơi, không có gì được gọi là hầm hố cả anh em ạ. Chiêu rất là bình thường luôn, nhưng mà cũng đúng, tại vì trái báo đốm nó thuộc cái dạng cùi. Còn đây là trái Gura của tứ hoàng râu trắng nha. Wow, cũng kinh dữ lắm chứ giỡn đâu. Một phát là chết con boss ngay. Mà cũng đúng, hiện tại là mình đang cấp 3600 nha anh em. Mà mình chơi ở cái biển một này chắc chắn con boss mình đụng cái là chết. Một hồi thử cho anh em xem cái trái 500 á, thì mình sẽ qua bên biển 2. Còn bây giờ xài mấy cái trái bình thường này á, mình sẽ ở bên biển 1 chơi. Trời, cái sóng thần to dữ vậy. Trái này mà cho những cái người mà mới vừa chơi á là bảo đảm cày siêu nhanh. Để coi coi còn trái nào nữa hay không, mình ăn vào chơi cho anh em xem. Ờ, đây là trái sói anh em. Mình nghĩ chắc là chiêu thức của nó cũng không có thay đổi gì với lại lúc xưa đâu. Đây nè, chiêu đầu tiên là cào, chiêu số 2 là lướt lại tấn công, chiêu số 3 là gầm. Nó cũng giống giống với lại chiêu của trái báo đốm ấy nhỉ mà. Không khác nhiều lắm. Ôi, chết ngắt luôn rồi. Vãi thiệt, đang trong hình dạng sói mà mình ăn trái quỷ vào sẽ chết nha. Vậy là mất luôn mấy trái quỷ trên tay của mình hồi nãy. Nhưng mà thôi kệ, ở đây còn cũng nhiều mà. Sử dụng trái này đi. Là trái tơ của cái thằng Mingo anh em. Sao có mấy cái chấm gì vậy ta? Đại chiêu. Wow, hay á chứ anh em. Hiện tại nói chung là cũng lâu quá rồi, mình không nhớ cái trái tơ này chiêu lúc trước ra sao. Nhưng bây giờ xài mình có cái cảm giác rất là đã nha. Chiêu Z là lướt lên cào đối phương á. Công nhận cái trái tơ này hiệu ứng hay chứ. À, mấy cái chấm ở trên đó chính là bắn tơ anh em. Spider-Man. Mình là người nhện đây. Được đấy,
mình phái cái bắn tơ nữa anh em ạ. À, có cái cảm giác bay nó đã bay như người nhện luôn chứ khác gì nữa. Rồi tranh thủ kiếm trái khác ăn nha, để một hồi còn chơi cho anh em xem trái 500 nữa chứ. Ui trái UB đây à, giờ nhìn lạ thế, chiêu rất rất là nhiều nha. Đầu tiên đó chính là mở room ra chọi đá, chiêu số 3 là lấy tim của đối phương nha, để mình tìm con quái nào lấy tim chơi. Đấy, vậy là mình đã có được trái tim, quá ghê luôn. Từ đầu giờ mình thử trái quỷ có cái trái là nhiều chiêu nhất luôn á. Tiếp theo chắc là mình sẽ ăn cái trái lớp lớp rút của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock nha, có 4 chiêu à. Mình thấy nó cũng giống giống xưa nè, mà không có lạ lắm. Chiêu cuối cùng là cắm đầu dưới đất xay. Thôi tiếp tục để mình tìm trái khác. Gì đây, cái trái gì có cái hình mũi tên chỉ xuống đất vậy? Ờ à, Gravity nè ạ. Do là cái hình dáng của nó khá là dị á, nên là mình không nhận ra đó là trái Gravity luôn á. Wow, chiêu mình thấy nó lạ lạ ta. Kiểu như là nhân vật của mình sẽ lấy tay đập xuống đất và tạo ra một cái lực hút. Còn chiêu ít thì triệu hồi thiên thạch. Wow, cái cục thiên thạch nhìn cũng đẹp nữa, nhưng mà nó rơi xuống nó nổ không có uy lực lắm. Cái game King Legacy này làm cái cưỡi cái cục đá to vãi luôn á. Còn chiêu cuối đó chính là mưa sao băng, một đống thiên thạch rơi xuống á. Ôi mà nhìn cái hiệu ứng khi mà rơi á, cũng rất là chất chơi người dơ nha. Còn trái nào mình chưa ăn không? À trái bơm nè. Trái này chắc cũng không có hy vọng nhiều đâu. Ôi hay nha, lúc đầu mình cứ tính là chỉ bắn ra nổ thôi, nhưng mà cái này khi bắn ra nổ nó hiện cái chữ nữa kìa. Nhìn hai vãi. Chiêu ít là bay về phía trước để đấm và nó sẽ phát nổ. Ôi mình cứ tính trái này cùi chứ em, ai ngờ cũng ngon phết. Hiệu ứng thì nhìn rất là độc lạ luôn, tại vì có chữ rồi hiện lên nữa. Chiêu cuối là phát nổ, mình thấy cái chiêu này giống lóc rút nè anh em ạ. Nhấn giữ càng lâu đam càng cao á. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn cái trái 500 này vào để chơi cho anh em xem nha. Nhìn cái cuối nó ngoe ngoải kìa anh em ạ. Rất là hài. Anh em đợi tí nha, để bây giờ mình sẽ đi qua biển 2. Chứ biển 1 này quá yếu quá, mình đụng cái chết. Để mình chọn cái hòn đảo phù hợp. Game này nay có cái bản đồ á, chỉ vô nó hiện hiện như thế này nè, nhìn khá là hay. Với chúng ta cũng sẽ dễ nhận biết cái hòn đảo nào phù hợp với lại cấp độ của chúng ta hơn. Rồi, tới cái hòn đảo cấp 3.000 năm trở lên. Bên đó hình như là có đánh với lại cái con thủy Sirodok Sengoku á, mình nhớ không làm là như thế. Đi thôi nào. Phải nói là game này tính ra cũng lâu rồi mình chưa có chơi, nên là vào lại bây giờ thấy nó lạ lẫm vô cùng luôn á. Tới nơi rồi nè, bây giờ vào nhận nhiệm vụ đánh con boss xài chiêu cho anh em xem luôn. Mà chắc tới điểm bây giờ anh em cũng biết hết chiêu rồi, tại vì có nhiều bạn kêu mình vào chơi thử mà mình không biết là game này có trái 500 luôn á. Đây chiêu Z nè. Wow, móc cây súng ra bắn hay gì anh em ạ. Ui nhìn đỉnh đó chứ. Sengoku biến thành Phật tổ. Hay nha, cái trái này sử dụng đúng đã luôn á. Nhưng mà như thế này có vẻ là hơi bị sai. Đáng lý á, là mình phải ra ngoài thử chiêu trước rồi mới vào đánh boss đây nè. Tự nhiên vào đánh boss như thế này rất là khó thử cho anh em xem. Một hồi ra ngoài sử dụng chi tiết nha. Bây giờ ở trong đây thì cứ sử dụng chơi chơi thôi. Cái chiêu ít á, là chúng ta sẽ tạo ra một cái lồng từ, nó sẽ có thể nhốt đối phương, nhưng mà cái con Phật tổ to quá mình nhốt không được anh em ạ. Trời, ghê vậy, Sengoku bắn cái tia màu vàng. Từ hóa thép là cái chiêu gì vậy ta?
Hình như là phải nhấn giữ á. Thôi, tạm thời cứ xài đại chiêu đi nha. Sau khi mà tiêu diệt được con sen cu cu ra ngoài, mình sử dụng chiêu chi tiết cho anh em xem. Chứ đang bị con boss nó dí như thế này á, mình xài chiêu khó thấy. Đó, chết sen cu cu rồi. Mình bị nhốt trong cái lồng luôn em ạ. Vãi thiệt, cứ như đang ở trong nhà tù vậy á. Đi ra ngoài nha. Để mình kiếm một cái con quái nào đó thử cho anh em xem cho nó dễ. Mình nghĩ có vài chiêu phải nhấn giữ á. Đúng rồi, chiêu Z là móc súng ra bắn. Tới cái chiêu lồng từ nè. Con quái này chắc mình nhốt được. Đó nè em. Do là nãy cái con xanh cu nó to quá, thôi mình không nhốt. Còn cái con này nó nhỏ mình nhốt được. Nhìn hay ha. Tới chiêu C nè, để mình nhấn giữ. Rồi ok. Do là nãy mình nhấn cái á nên là không có thấy được. Còn bây giờ nhấn giữ thì anh em có thể thấy là hai cái cánh tay của mình biến thành hai cái cánh tay phế liệu, được gom từ sắt vụn rồi các kiểu, và bắn tới đối phương. Ui, cái chiêu V cũng là một cái cánh tay phế liệu, nhưng mà cánh tay khổng lồ nha. Nhìn cái hiệu ứng mấy cái phế liệu nó bay ra chất vải luôn á. Trước khi sử dụng cái chiêu B á, thì để mình xài lại cái chiêu C cho anh em xem một lần nữa. Đây, thấy nhân vật mình ngầu chưa? Công nhận game này làm chiêu của trái 500 đỉnh đó chứ anh em. Quá hay luôn. Trời, anh em nhìn bánh răng rồi, nó bay tùm lum tùm lưa. Còn đây là cái chiêu B nha. Ồ, cái này dạng giống là địa bọc thiên tinh vậy á. Anh em có thể suy nghĩ theo cái hướng đó. Nhưng mà cái này không phải là nó gom đất đá rồi lên giống địa bọc thiên tinh, mà nó gom phế liệu lên nó nổ anh em ạ. Hay đấy. Bây giờ thì vô đánh với lại con Sengoku thôi. Thử chiêu thì cũng đã xong rồi. Chạy lại nhốt ông Sengoku vô cái lồng sắt. Đó, tranh thủ lúc ổng chưa biến thành Phật tổ á, mình còn nhốt được anh em ạ. Chứ ổng biến lên rồi thì không nhốt được nữa. Sao game họ không chịu làm á, kiểu như là những cái đối tượng bự hơn, chẳng hạn là ông Sengoku này bự á, thì cái lồng sắt nó cũng sẽ tự ra ta. Như thế nó mới hay. Chứ gặp mấy đối tượng bự quá thì cái chiêu lồng sắt đâu có nhốt được. Đúng là thủy sư đô đốc Sengoku có khác. Hồi nãy giờ chúng quá trời chiêu mà chưa bị chết nữa. Xài cái chiêu B luôn nè. Rồi, cuối cùng cũng tiêu diệt được. Thôi, tới đây cũng được rồi. Chủ yếu tập ngày hôm nay là vào sử dụng cho anh em xem chát quỷ 500. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Nếu có gì hay ho hơn á, mình vào clip cho anh em xem tiếp. Bây giờ, bye anh em.